Mến chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Cảnh báo lừa đảo được phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Thưa quý vị, đối với những gia đình dư dả tiền mặt thì việc tìm kiếm một kênh đầu tư sinh lời cũng là điều đáng được quan tâm. Nhiều người không chọn phương pháp gửi tiền vào ngân hàng vì cho rằng lãi suất không cao và thời gian sinh lời cũng lâu, cho nên thường chọn cho mình một hình thức kinh doanh khác hoặc là đầu tư góp vốn ở bên ngoài. Nhưng điều đó cũng tồn tại rất nhiều rủi ro. Cụ thể như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi tình huống tái dựng ngay sau đây nhé. Nhưng mà anh nghĩ nên mình gửi tiết kiệm ở ngân hàng thì nó sẽ an toàn uy tín hơn. Chứ em nhìn đi, trong đó nó chỉ có vài dòng tên, số điện thoại, rồi không có địa chỉ, không có gì hết trơn á. Chỉ có vài dòng như vậy mà mình giao tiền cho người ta, có tin tưởng không đó? Nhưng mà được đăng trên tờ báo uy tín mà, làm sao mà có cái chuyện lừa đảo hay là không tin tưởng được anh? Em coi cái tin góp vốn này trên báo chứ có coi trên mạng xã hội đâu anh. Nhưng mà có bất cứ chuyện gì á thì cũng đừng có vội vàng mà đưa tiền cho người ta. Vậy ngày mai em gọi nha. Chị Lan tới đây muốn hỏi về góp vốn với công ty chúng tôi đúng không? Dạ phải ạ. Bên công ty chúng tôi á thì lãi suất tính từ khoảng 5% đến 60% tùy theo cái mức tiền góp vốn của các vị khách hàng. Trụ sở chính của chúng tôi ở trên thành phố. Đây là cái biểu đồ lãi suất góp vốn của khách hàng đang gửi vào ở công ty. Nói phải quở chứ lỡ mà chi nhánh ở đây làm ăn không có được tốt á thì em đâu có biết được cái số tiền mà em góp vốn nó sẽ như thế nào hả anh? Công ty chúng tôi có quen biết với nhiều lãnh đạo của nhiều cái ngân hàng lớn khác nhau. Nghe thấy lãi suất cao hơn ngân hàng, lại có thể rút vốn bất cứ lúc nào, người vợ liền tin tưởng và quyết định sẽ chuyển tiền ngay để đầu tư, vì bên công ty báo đến cuối tháng sẽ không nhận góp vốn nữa. Đâu có ngờ rằng đến ngày nhận lãi thì liên lạc điện thoại bên công ty khóa máy. Lúc này người vợ mới đành kể sự thật cho chồng để tìm cách giải quyết. Khi mà em đưa tiền cho người ta, em phải dạy bàn bạc với anh rồi mới đưa. Tự nhiên đưa tiền cho người ta. Mà lúc đó thì anh đi tỉnh lấy hàng rồi, cho nên em tự ý quyết định rồi cái em đưa tiền luôn, tại sợ không kịp á anh. Mà em giao dịch với người ta bằng cách nào? Thì bữa đó em tới văn phòng của ổng nói chuyện, xong rồi về nhà em mới chuyển khoản. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, cả hai vợ chồng vội vàng đến trụ sở công ty thì mới tá hỏa nhận được hung tin. Vậy là sao? Ủa anh, cái ông chủ văn phòng này đâu rồi? Hắn ta là tên lừa đảo, hắn lấy tiền của mọi người trốn đi rồi. Bây giờ là công an đang lấy thông tin nè. Trời ơi. Vâng, một chiêu thức không quá mới nhưng đã đánh đúng vào tâm lý ham lãi suất cao của người dân. Cộng với việc những điều khoản quá dễ dàng, không quy định thời gian rút vốn khiến cho nhiều người mờ mắt và đã sập bẫy của kẻ gian. Qua đây chúng tôi muốn nhắn nhủ với quý vị, nếu như muốn gửi tiền, chúng ta hãy đến những ngân hàng thật là uy tín. Còn nếu như muốn đầu tư góp vốn kinh doanh thì phải tìm hiểu kỹ quá trình đầu tư sinh lợi như thế nào, tìm đến những công ty thật là uy tín và có một bên thứ ba như là luật sư chẳng hạn đứng ra đảm bảo với những giấy tờ hợp lệ. Như vậy mới tránh được những chiếc bẫy tài chính của kẻ gian giăng ra quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.